Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hôm nay mình phải đi PK tí mới được, bởi vì nhiều anh em bảo là anh ơi làm clip PK nhiều lên đi anh để xem đánh đấm như thế nào. Và yêu lực của mình thì cũng gần lên được 4 ức rồi, 3,94 ức. Vai thật không lên luôn 4 ức đi để đặt cái quả tiêu đề cho nó xịn sò con bò. 4 ức yêu lực PK sẽ như thế nào? Ai già nghe nó whack slack ấy chứ. Thì thôi, 3,94 thì chơi kiểu 3,94 nhé. Giờ thì mình sẽ đi đấu pháp. Đấy, nói chung là cho anh em xem ở trong top 10 xem là mình ăn được những ai nha. Tất nhiên là cái bà Trang Hy này thì thôi, bỏ qua bà đấy nhá. Ao trình quá, 29,37 ức thế này thì làm sao đánh được. Nguyên công của bà đấy đã hơn yêu lực của mình bố còn đâu nữa. 4,27 ức cơ công này mình 3,94 yêu lực. Cay thực sự luôn. Đại sư tỷ thì cũng tương tự nha, 6,85 ức. Thì thôi, cao quá. Bó tay nha. Top 3 là vô cực tướng. Thực ra bạn này không phải là top 3 đâu. Top 3 phải là bạn này này. Đấy, bạn này 5,24 ức này. Ok, thì mình sẽ đánh từ tầm top 3 trở xuống top 10 xem như thế nào nha anh em. Top lão trư tiêu giao tử Như Lai. Mình là có mấy vé nhỉ? Có 7 vé thì đánh đúng từ top 10 trở lại nha. Binzy này. Này, Binzy cùng bang với mình đánh luôn nè. Bao nhiêu ức đây? 1,78 ức à? Thế thì hơi không gọi là ngang tài ngang sức cho lắm. 3,22 ức sói xám đúng không? Mình sẽ tìm bác sói xám. Sói xám đâu? Đây rồi. Bác này thì có chơi né. Wow, phần trăm khá là cao nha. Được đấy chứ. Đánh thử xem như thế nào nha. Để tốc độ x1 này. À, bác này có xài em ứng long kết hợp với cả bạch hổ à. Nhưng một đam của mình khá to. Xèo. Né được không? Vẫn né như thường. Ok, ứng long của bác đấy không kết liễu được đến 30% máu của mình luôn kìa. Trong khi đó ứng long của mình vẹt quả hơi căng nha. Đấy, anh em có thể thấy là mình hồi máu khá nhiều. Wow, nhưng mà bác đấy cũng được hồi máu rồi. Bởi vì là mình cũng có đánh nên là bác đấy cũng né được. Thế là hồi máu quá ghê luôn đi. Và tinh quái của bác đấy thì có khác mình. À, xài em thủy quan. Còn mình chơi hẳn tiểu long nữ cho chất chơi anh em nhé. Ok, 1-0 nha. Đấy là về top mấy ta? Top 9 này. Top 8 là Như Lai. Như Lai thần trưởng. Wow, cũng ghê gớm đấy chứ. Bác này là chơi cái gì đây? Liên kích và bạo kích à? Như Lai đúng không? Khiêu chiến thử Như Lai nè. Đây rồi, may quá. Như Lai. Rồi, ok. Ui da, liên bạo thì mình lại không sợ lắm. Bởi vì mình chơi né lại được hồi nhiều máu chứ. Wow. Ok, và anh em để ý thấy là kể cả bác đấy chơi liên kích ấy, nếu như bạo kích của bác đấy cao quá thì mình có thể đổi sang cái kháng bạo nha. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì mình vẫn né được, cho nên là vẫn cứ là ok. Ice Star, hồi nhiều máu này. Rồi nha. Ui da. Ok. Cộng 20 điểm ngay. Tuyệt cả là vời. Để mình xem top 7. Top 7 là tiêu giao tử. Tiêu giao tử 3,69 ức đúng không? Rồi mình sẽ tiếp tục được khiêu chiến tiêu giao tử nha. Đây rồi. Múc thử coi. Ơ quên mất. À bát này thế này thì cũng kiểu là chơi né rồi. Nhìn quả tinh quái là mình sẽ biết luôn nha. Ăn được không đây? Ok, mình vẫn né được. Ui xồi ôi. Ao trình. Tiếp theo là top mấy ta? Top 6. Quá, sao Obina lại leo lên top 6 nhỉ? À, chắc là mấy ông kia chưa kịp đánh đây. Lão Trư thế nào? Lão Trư 2,34 ức. Lão Trư 2,34 ức mà nếu như cũng chơi né thì chắc là mình phải múc rồi chứ. À không, chơi liên bạo à? Thế này thì cũng hơi ao trình, cho nên mình đánh luôn bác top 4 này đi xem như thế nào nha. Khiêu chiến bác Thiền này ra như thế nào. Nói chung là đánh cái bác đấy thì mình cũng sẽ có trận thắng trận thua. Nhưng mà tất nhiên là thua nhiều hơn thắng do là bác đấy ao trình được chiến mình hơi nhiều. 5, bao nhiêu ức rồi ấy. Ôi ôi. Ui ôi, vẫn né được thế này thì. Uầy. Nhưng quả kháng của bác đấy là bậc 6 rồi. Thế cho nên là mặc dù là mình cũng trên 300% né, nhưng không ăn thua nha. Nó luôn như là có suy yếu linh thú rồi, còn giảm sát thương cuối các kiểu. Thế cho nên là mình đánh không thấm mấy. Ai
Ai xì bà, đau quá. Ui à, khốn nhỉ. Rồi, kiểu này là có suy yếu linh thú hoặc là giảm sát thương cuối nha. Để mình check qua ác của bác đấy, tí là biết ngay này. Trận này không thắng được rồi. Để mình check qua một tí nha. Thực ra thì trong lịch sử đấu ngày hôm qua thì vẫn có trận mình thắng được đây này, nhưng mà hy hữu lắm. Do là bác ấy cũng ao trình lực chiến khá nhiều. Để mình check qua ác xem là có build suy yếu linh thú hay gì không. Có một quả suy yếu linh thú 45%. Thế này thôi là mình cũng đã đủ ấy rồi. Bởi vì là ứng long của mình thì không có cường hóa linh thú, mà suy yếu 45% là ứng long của mình cũng thốn phết. Đó, còn lại thì ở đây cũng là sư tử hống nữa. Sư tử hống thì sẽ giảm 28,8% tất cả thuộc tính. Đấy, anh em biết lý do tại sao chưa? Còn ở đây thì bác ấy cũng... À, đây cũng có suy yếu linh thú này. Đấy, nếu như chơi ứng long mà gặp nhiều suy yếu linh thú quá là cũng hơi khoai. Chính vì vậy mà ứng long của anh em bắt buộc là phải có cường hóa linh thú thì mới ăn được nha. Nhưng mà nói thế thôi chứ mình chơi cũng 40 ngày rồi mà mình cũng có ra được cường hóa linh thú quái đâu. Chỉ có mỗi cường hóa linh thú phẩm lam thôi. Chứ còn phẩm cam, phẩm tím thì chưa ra được anh em nhé. Khoai phết, không đùa được. Tiếp theo thì mình sẽ đi tìm một số bác mà yêu lực cũng khoảng trên 3 ức để đánh thử nha anh em. Rồi, múc thử coi. Ui à. Đây mình để tốc độ x2 đi. Né ác phết nhỉ. Đấy, ví dụ như bác này tí nữa mình check qua nhá, xem là có suy yếu linh thú hay là cái gì không á. Thì anh em có thể thấy là mình oánh khá là ổn. Với cả là cùng yếu lực thì cái chỉ số phòng thủ của nó sẽ ngang tầm. Đây này anh em này, nếu như anh em đánh thì anh em phải biết những cái thuộc tính nó liên quan đến nhau. Ví dụ như là thủ à, của mình là 369 vạn nha. Thì thủ của cái bạn cố trường ca mình vừa oánh đây thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Cố trường ca đây. Đấy, chỉ số phòng thủ của bạn đấy thậm chí chỉ có 253.000 mà thôi nha. Nhưng mà để cho anh em xem là cái bác thiền này xem là chỉ số phòng thủ là bao nhiêu. Chỉ số phòng thủ lên đến 501 vạn. Á, à, anh em thấy chưa? 501 vạn công là 3.000. 3.000 vạn nha. Rồi, thì tất nhiên là cái chỉ số phòng thủ này của mình 369 vạn. Thì 3.000 vạn nó oánh thì nó chật thốn đúng không? Công của mình thì cũng chỉ có 2.300 vạn thôi. Thì đánh với cả 500 vạn thủ của bác đấy thì lượng sát thương nó đã chênh lệch cực kỳ khủng khiếp rồi. Đó, đơn giản như vậy thôi. Rồi, tiếp theo là bác top 3 nha. Vô cực tử này. Bác này thì đánh nhiều khi cũng ngang ngang cơ với mình. Không biết là thời điểm này như thế nào. Ok, có choáng nha. Wow, cũng thốn. Cũng thốn này. Wow, ứng long của mình đánh không thấm luôn. Để mình xem có suy yếu linh thú gì không nha. Đào đấy, may là có em Sơn Giáp Tinh lại hồi được lại một tí máu nha. Ok, rồi vẫn cứ là chiến thắng nha. Để mình xem là tại sao. Đây đây đây, bạn đấy có cường hóa linh thú nha anh em. Xem có giảm sát thương cuối không. Có một cái giảm sát thương cuối và một cái suy yếu linh thú nha. Đấy là lý do tại sao mà mình ứng long của mình đánh nó lại không thấm. Ok chưa? Ngoài ra thì bác đấy có trang bị cái hoàng khí thì mình không chơi đóng băng cho nên là thành ra cái này nó cũng không ăn thua. Nhưng mà cái thực hồn chú này thì cũng giống mình này. À, bạn đấy thì cũng chơi băng phong nhưng thật là may bởi vì mình có cái giải thi pháp. Thế cho nên là cái đấy thì mình không sợ. Ok, để mình check thử coi trong thần thông của mình xem nào. Thần thông của mình thì chỉ có một cái giảm sát thương cuối thôi. Còn có cái suy yếu linh thú nào không? Không có. Chỉ suy yếu linh thú 89% thôi. Không có cái nào là phẩm tím còn là cành đào cả. Nếu như nói về PK trong server thì mình sẽ đứng khoảng top 4 anh em nhé. Top 1 vẫn là bạn Trang Hy, top 2 là Đại Sư Tỷ, top 3 thì là Thiền. Đấy, bạn này này. Và mình thì sẽ ở top 4. Còn tiếp theo nữa thì có thể là các bạn khác tầm trên 3 ức đấy thì cạnh tranh với nhau.